viên truyền hình thực tế nổi tiếng thế giới đã về Việt Nam với tên gọi Bước Nhảy Ngàn Cân. Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hàng ngàn thí sinh nặng ký đã sôi nổi tranh tài. Họ sẽ được cân ký và kiểm tra sức khỏe với các chuyên gia. Chỉ những thí sinh đủ chuẩn cân nặng mới được tham gia tuyển sinh. Những thí sinh có tiềm năng nhảy múa, họ sẽ được thể hiện tài năng nhảy múa và cảm nhạc trước giám khảo Viết Thành và Việt Max để đến với vòng 2, vòng biên đạo. Trong một tiếng 30 phút, họ sẽ được tập luyện một bài biên đạo hoàn toàn mới. Ai thích nghi và thể hiện tốt ở vòng biên đạo sẽ có cơ hội lọt vào vòng chung kết. Sau những cuộc đối đầu cam go, 12 thí sinh nặng ký xuất sắc nhất đã lộ diện. Một tuần trước, các thí sinh từ miền Bắc đã vào thành phố Hồ Chí Minh. Ai cũng hân hoan và vui vẻ vì từ nay họ sẽ bắt đầu một hành trình mới, hành trình giảm cân và chinh phục đam mê nhảy múa. Việc đầu tiên và cũng háo hức nhất đó chính là khám phá nhà chung, nơi 12 thí sinh sẽ cùng chia sẻ bao kỷ niệm vui buồn trong suốt thời gian tham gia Bước Nhảy Ngàn Cân. Mỗi thí sinh sẽ là một cá tính riêng, nhưng tin chắc với tình yêu chung dành cho nhảy múa, họ sẽ cùng nhau tạo nên những kỷ niệm khó quên nhất. Việc tiếp theo là gặp gỡ các huấn luyện viên thể hình. Họ sẽ đồng hành với 12 thí sinh trong việc tập luyện thể lực để giảm cân, đốt mỡ. Dựa trên hình thể của mỗi thí sinh, huấn luyện viên sẽ đưa ra những bài tập phù hợp với từng cá nhân. Qua đó, thí sinh sẽ từ từ đốt cháy năng lượng dư thừa trong cơ thể. Sau thể lực sẽ là ngoại hình. Chuyên gia trang điểm Nam Trung đã giúp họ xây dựng phong cách, tạo dựng hình ảnh đẹp trong suốt quá trình tham gia chương trình. Và việc quan trọng đó chính là sức khỏe. Các thí sinh đã được đến trung tâm dinh dưỡng để khám tổng quát, cũng như được các bác sĩ tư vấn về sức khỏe và chế độ dinh dưỡng hợp lý với từng cá nhân. Giây phút hồi hộp nhất đó chính là gặp gỡ người hỗ trợ. Họ chính là những nghệ sĩ yêu nhảy múa, những vũ công xuất sắc đã từng gây ấn tượng với khán giả bởi tài năng của mình. 12 cặp đôi với ngoại hình khác biệt đã hình thành. Hãy cùng chứng kiến sự tỏa sáng của họ trong Dance Your Fellow.